Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chưa có người xem. Lại đâu? Đi chưa? Tế Thanh Tuấn xin kính chào quý vị. Thảo ơi, nay mình bán xe lăn nha. Tế Thanh Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Thu Thảo live bán xe lăn nha. Chào Ngọc Uyển nha. Nay mình bán xe lăn nha mọi người. Chờ đông đông người vô xem rồi Thảo giới thiệu nha. Xe lăn nha mọi người ơi. Mọi người vô đông đông rồi Thảo giới thiệu nha. Thì Y tế Thạch Tuấn thì có rất nhiều các mẫu mã xe đang xa lê cho mọi người đây. Mọi người vô đông đông nha. Đây hôm nay thì Y tế Thạch Tuấn thì giới thiệu đến mọi người các mẫu xe lăn ngả ngầm đây. Anh chị cô chú thì có nhu cầu mà mua xe lăn cho người nhà mình này, người già này, người lớn tuổi này, ví dụ như người có chân tay yếu hoặc là người chúng ta bệnh hoặc ở nhà lâu quá thì chúng ta có thể sử dụng một chiếc xe lăn này ngả nằm để chúng ta sử dụng. Cái chiếc này ngả nằm thì trước hết là cái này là một chiếc xe lăn bình thường này, mình có thể dựa lên để ngồi này, hoặc là mình có thể ngả chiếc xe này ra cho bệnh nhân nằm cũng rất là tiện. Xe thì quay máy xuống một xíu để giới thiệu xe. Đây, trên tay Thảo đây là một chiếc xe lăn đa năng X7 với đầy đủ các chức năng. Đây. Hiện tại trên tay Thảo là một chiếc xe lăn X7 ngả nằm. Hiện tại thì xe này có các chức năng như là có bô này để cho người bệnh đi vệ sinh này, rồi
phần gác chân. Khung xe thì được làm bằng khung sắt mạ chrome rất là chắc chắn. Đây, ngoài ra thì xe có khi mà nằm đó, thì bệnh nhân nằm thì có ghế, có gối này, rất là tiện. Tổng chiếc xe này nặng 27 kg nha Thảo ơi. Những chiếc xe này thì mình có thể cho bệnh nhân ngồi ở nhà này, nghỉ ngơi thư giãn này, hoặc là ngồi lâu thì chúng ta có thể ngả nằm này. Hiện tại thì bên y tế Thạch Tuấn đang có chương trình khuyến mãi rất là giá rất là tốt. Hiện tại chiếc X7 này thì có giá là 2.790.000. Thảo ơi, hiện tại chiếc xe này có giá là 2.790.000 nhé. Hiện xe này là xe của Lucas. Lucas thì từ trước đến giờ là Lucas có thương hiệu đến từ Mỹ và là nhà sản xuất đứng đầu thế giới về các lĩnh vực về chăm sóc sức khỏe này, các thiết bị y tế này. Hiện tại xe này thì có thể mình cho thể cho người nhà hoặc cho bệnh nhân có thể ngồi này hoặc là ngả nằm này. Mình ngả nằm thì mình ngả cái phần lưng ra, có ghế, có gối để nằm đỡ đau đau phần cổ này và cái phần gác chân. Đây, khi mà ngả nằm thì chúng ta khóa bánh lại. Khi mà ngả nằm thì chúng ta có thể khóa bánh này. Có hai cái nút ở, có hai cái thẳng tay này bóp thẳng xuống và hạ cái tựa lưng này xuống cũng rất là tiện. Chân thì chúng ta có thể để thọc kéo ra xa cho cô chú anh chị nhìn. Và chân này cũng có thể hạ lên được luôn. Như một chiếc giường rất là tiện. Xe này X7 có giá là 2.790.000. Anh chị cô chú mà có mua thì vô giỏ hàng, nhấn vô giỏ hàng nha. Xe này thì bên mình không bán trả góp nha. Hiếu ơi, hiện tại thì xe này mua thì chỉ được giảm giá thôi nha, chứ không có quà tặng gì hết. Nếu mà Hiếu mua thì Hiếu có thể nhấn vô giỏ hàng để Thảo ghim cái chiếc xe này lên. Ghim sao? Ghim sao? Tờ ghim. Ghim lên chưa? Thôi Thảo ghim lên đầu giỏ hàng rồi nha. Nếu mà Hiếu hoặc là có nhu cầu mua thì Hiếu nhấn vô giỏ hàng nha.
Ngoài ra thì cái chiếc xe lăn X7 này nó ngoài ngả nằm ra thì cái thành tay này khi chúng ta có thể nhấc ra để khi mà chúng ta đưa cho bệnh nhân từ ngoài giường, từ trên giường mà muốn xuống ghế thì chúng ta có thể nhấc cái thành này ra để bệnh nhân không có bị vướng tay vướng chân vô cái thành này và đập vô rất là đau, thì chúng ta có thể tháo ra để chúng ta dễ cho cái việc mà chăm sóc bệnh nhân, đưa bệnh nhân từ giường xuống ghế hoặc là từ ghế lên trên giường cũng rất là tiện. Đây, cái phần này thì mình có thể tháo rời hẳn ra được luôn. Chân này thì có thể hạ lên hạ xuống cũng rất là tiện. Chiếc X7 Pro này thì có cái bảng bảng bên hông là bảng bên hông màu đen. Có bảng bên hông là bảng hông màu đen. Thay vì cái phần mà chúng ta có thể nhấc cái X7 thì chúng ta có thể nhấc cái tay lên, nhấc bọc cái tay được ra ngoài luôn, thì cái phần cái xe X7 Pro này thì chúng ta cái phần tay này thì không, chúng ta không nhấc bọc lên mà chúng ta sẽ gạt lên cao. Gạt lên gạt xuống. Cái phần không gian này thì chúng ta đưa người nhà từ giường xuống ghế cũng rất là tiện, từ ghế lên giường cũng rất là tiện. Xe này thì cũng có đầy đủ các chức năng như X7, như là chúng ta có thể nâng chân này, đi bộ, đi vệ sinh thì có bộ này, như là chúng ta cho người nhà đi vệ sinh ấy, thì chúng ta có thể mở hai cái chân này lên. Rồi khi mà nhà đi vệ sinh xong chúng ta có thể tháo cái bô này ra để đi vệ sinh và đi đổ cũng rất là tiện. Mọi người ơi, vô xem like nha mọi người ơi. Đây để Thảo ghim cái CX7 Pro lên đầu để cho cô chú anh chị dễ đặt hàng nha. Đây, hiện tại chiếc X7 Pro này thì có giá là 2.890.000. Hiện tại thì y tế Thanh Xuân thì đang có chương trình khuyến mãi rất là giảm giá rất là tốt. Các phần chân này mình có thể hạ lên hạ xuống cũng rất là tiện. Với cái chất liệu là khung, với cái chất liệu khung của chiếc X7 Pro này là khung sắt mạ chrome này, và cái phần nệm da được làm bằng simili thì chúng ta rất là mềm mềm mịn, chúng ta có thể lau chùi vệ sinh cũng rất là dễ. Để Thảo ghi cái chiếc xe này lên nha. Thảo để gần hơn để cho cô chú anh chị có thể nhìn rõ chiếc xe này. Đây, chiếc xe này thì chúng ta nâng lên hạ xuống này. Đây, khi mà muốn ngồi ghế thì chúng ta nâng cái thành này lên. Ngồi ghế cho người nhà hoặc bệnh nhân thì ngồi ghế đây và tựa lưng về phần phía sau, có cái phần gối để khi mà bệnh nhân tựa vô thì đỡ bị đau. Nâng lên này, chiếc ghế này hạ xuống như một chiếc giường. Đây, hạ xuống như chiếc giường. Thành tay thì có thể mở ra. Rồi, khi mà người nhà chúng ta thì ngồi ghế lâu rồi mỏi thì chúng ta có thể ngả ra để cho nhà nằm xuống nghỉ ngơi. À,
cái phần chân này á, cái phần chân này cũng rất là tiện, chúng ta có thể mở cái phần chân này ra, tháo thẳng cái chân này ra luôn, để khi mà chúng ta có thể xếp lại chiếc xe này để mang đi bỏ lên ô tô này, mang đi khám bệnh hoặc là mang đi ra ngoài cũng rất là tiện. Các bộ phận như là phần chân này, phần nệm ngồi này, phần cái gối đầu này chúng ta có thể tháo rời ra để chúng ta xếp gọn chiếc xe lại để chúng ta mang đi du lịch, mang đi chơi. Hiện tại bây giờ trên các bệnh viện này hoặc là chúng ta cho người nhà đi bệnh viện này, khi mà chúng ta đi sớm này, cho người nhà đấy có bệnh đó thì chúng ta cần đến bệnh viện đó, thì đi sớm đó, thì người nhà chúng ta rất là mệt, khi mà ngồi phải chờ đợi này rất là lâu, thì chúng ta có thể mang theo chiếc xe này để ngả ra cho người nhà chúng ta nghỉ ngơi nằm cũng rất là tiện. Cô chú anh chị có ai có nhu cầu mua xe này thì để Thảo ghi lên phía trên đầu nha, để cho mình dễ mua. Hiện tại chiếc xe X7 Pro này có giá là 2.890.000. Hiện tại thì Y tế Thanh Tuấn thì đang có chương trình giảm giá nên là giá rất là tốt. Mọi người ơi, mọi người thả tim cho Y tế Thanh Tuấn nha. Chạm tay vô màn hình này để được nhận được khuyến mãi này. Đây thì hôm nay thì Y tế Thanh Tuấn sẽ mời các bạn lên ngồi trải nghiệm chiếc xe lăn X7 Pro này nhé. Hiện tại thì trên cửa hàng á, thì anh chị có thể, quý anh chị có thể nhấn lên và chỗ và lấy mã giảm giá nha. Hiện tại thì có phiếu giảm giá vận chuyển là 40, từ mua đơn hàng từ 45.000 trở lên thì chúng ta có thể lấy cái mã giảm giá trên đây ạ. Hiện tại thì TikTok đang có phiếu giảm giá này. Quý anh chị có mua, có thể mua hàng thì có thể nhấn vào chỗ lấy mã phía giảm giá này. Thank you.
Tại thì Thảo sẽ qua cái chiếc xe điện này nha. Có anh chị nào mà muốn mua chiếc xe lăn điện không ạ? Thì Thảo có ghim chiếc xe điện này lên trên trên đầu. Nếu mà cô chú anh chị nào có nhu cầu mua chiếc xe điện này thì có thể nhấp vô cái phần cửa hàng vào phần cửa hàng, và Thảo đã ghim chiếc xe điện này lên trên đầu. Hiện tại thì chiếc xe điện là 110 LA này có giá là 12.950.000. Hiện tại thì y tế Thanh Tuấn đang được trợ giá chiếc xe này. Nếu mà cô chú quý anh chị nào mà có nhu cầu mua thì có thể nhấn vào phần giỏ hàng. Chiếc xe điện 110 LA này mới thiết kế là khung là bằng khung sắt mạ chrome được sơn tĩnh điện rất là chắc chắn, và cái phần bánh trước và cái phần bánh trước này là phần bánh nhỏ có thể quay 360 độ. Cái phần bánh sau là cái phần bánh hơi, khi mà chúng ta đi di chuyển lâu thì mệt hơn thì chúng ta có thể bơm hơi lại đi. Và hiện tại thì có cái phần nút ở phía bánh này, khi mà chúng ta chạy bằng điện thì chúng ta mở đóng cái phần nút đỏ này vào, khi mà chúng ta đẩy người nhà đi thì chúng ta có thể mở cái nút đỏ này ra để đẩy người nhà đi dễ dàng.
xe điện này thì mình có thể nâng được hai cái phần thành tay này lên. Cái phần đáp chân này chúng ta cũng có thể mở ra. Đây, xoay chân trái và mở cái phần gác chân này ra. Đi giữa đường hết điện, khi nào mà cái xe này thì rất là tiện, khi hết điện thì mình sạc điện và mình chạy thôi. Quỳnh Lê ơi, xe này có thể gấp gọn này được nha. Khi mà mình gấp gọn thì mình có thể tháo cái phần tựa lưng này, phần hai cái chỗ để chân này, và tháo cái phần đệm ngồi này ra thì chúng ta gấp gọn chiếc xe lại. Và điểm đặc biệt ở chiếc xe 110LA này á, thì nó có cái phần đệm gối đầu này, đệm phía lưng này, và cái phần ghế ngồi thì chúng ta có thể tháo ra để khi mà chúng ta người nhà chúng ta ngồi lâu thì chúng ta có thể tháo ra đi phơi, đi giặt hoặc là phơi rồi chúng ta có thể gắn lại. Đây, cái phần gối đầu là cái phần tựa lưng cũng có thể tháo ra được luôn. Chiếc xe điện 110LA này khi mà chúng ta sạc đầy bình á, thì chúng ta có thể di chuyển được khoảng 15 đến 20 cây số nha. Hiện tại xe này thì hàng của Lucas Mỹ nha Ngọc Huyền ơi. Xe điện này khi mà chúng ta sạc đầy thì chúng ta đi được khoảng 15 đến 20 cây tùy theo cái đường đi nha. Đường đi ví dụ như cái đường mà bằng phẳng á, thì chúng ta đi được khoảng 20 cây, với là đường gồ ghề hoặc là nhiều sỏi đá thì chúng cái km đi thì nó sẽ tốn nhiều điện hơn á, nên là đi khoảng được 15 đến 20 cây. Xe điện này thì khoảng ba mấy 40 ký đó. Phần gồm phần khung này, và đằng sau là cái phần ắc quy đằng sau. Đây đằng sau. Cái đằng sau đây là cái phần ắc quy phần phía đằng sau. Một là chúng ta sạc thì để nguyên trên xe sạc, hoặc là có thể tháo cái bình ắc quy ra sạc. Có miễn phí ship không shop ơi? Xe này thì Thu Thảo có thể vào nhấn vô màn hình và để lấy mã giảm giá nha, để lấy mã giảm giá phí vận chuyển. Chứ còn shop thì đang chưa có chương trình giảm miễn phí vận chuyển. Người 70 kg đi xe này được không? Người 70 kg thì ngồi lên xe này thoải mái nha. Hiện tại xe này là của Lucas Mỹ nha. Mỹ Quỳnh Lê ơi. Xe đi có còi. Đây, quay một vòng cho cô chú anh chị xem. Thank you.
lưu ký với Thảo. Thảo nửa tạ. Thảo mới hơn nửa tạ thôi thì người ơi. Phía bên hông này có một cái phần gạt để khóa bánh này, cái phần này để khóa bánh này, và cái phần gạt bên trên này để chúng ta ngả nằm ra. Đây, có thể nhấn cái phần cần gạt phía bên hông này và ngả nằm theo chiếc xe. Cái phần chân này có thể gạt lên và khóa lại. Hiện tại thì thôi chắc Thảo xin tắt like tại đây nha. Cô chú anh chị có nhu cầu mua xe thì có thể vô phần cửa hàng phía bên góc phải này, và có thể lựa chọn các mẫu xe để ưng ý, để phù hợp với người nhà. Hẹn mọi người ở những live tiếp theo nha. Xin chào ạ.